Theo thống kê, đa lang buồng trứng có ảnh hưởng đến khoảng 12 đến 18% phụ nữ ở trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, rất nhiều bệnh nhân mắc hội chứng buồng trứng đa nang mà không hề hay biết. Vậy, những cái dấu hiệu để nhận biết buồng trứng đa nang là gì? Thứ nhất, đó là rối loạn phóng loãng, thông qua là rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn kinh nguyệt có thể là dạng kinh thưa hoặc là vô kinh. Kinh thưa có thể là chu kỳ kinh nguyệt dài trên 35 ngày, hoặc là số lần có kinh dưới 8 lần trong một năm. Vô kinh là không có kinh trong vòng khoảng từ 6 tháng trở lên. Thứ hai, đó là biểu hiện cường androgen, tức là có thể là rậm lông, mụn trứng cá, hoặc là biểu hiện trên xét nghiệm thì có định lượng testosterone tự do tăng cao. Thứ ba, đó là biểu hiện là hình ảnh đa nang buồng trứng trên siêu âm. Sự hiện diện của từ 12 nang noãn trở lên, có kích thước từ 2 đến 9 mm, và hoặc là tăng thể tích buồng trứng là trên 10 ml, có từ 2 trong 3 dấu hiệu kể trên thì được chẩn đoán là buồng trứng đa nang.